Và quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhờ tích cực thực hiện linh hoạt các giải pháp trong thủ tục vay vốn tiền gửi, Quỹ tín dụng nhân dân xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của nhân dân. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng dư nợ của Quỹ Tiến dụng nhân dân xã Yên Phú đạt trên 108 tỷ đồng cho hơn 700 hộ vay vốn, trung bình mỗi ngày quỹ tiến dụng có trên 150 giao dịch, trong đó từ 25 đến 40 giao dịch điện tử khách hàng vay vốn chủ yếu để đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển làng nghề biến rong, phát triển kinh tế địa phương. Từ nguồn vốn vay kịp thời của quỹ tiến dụng giúp nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu như các anh Quách Văn Tâm, Lê Minh Thành, Tạ Hữu Khảng, Phùng Văn Thái, thu nhập bình quân người dân trong xã đạt trên 40 triệu đồng một người trên năm. Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho mọi người dân để góp phần đẩy lùi tín dụng đen, Mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ưu tiên dành nguồn vốn để đáp ứng nhanh nhất nhu cầu vay vốn đột xuất của người dân. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã ưu tiên dành nguồn vốn tối thiểu 5.000 tỷ đồng để đáp ứng nhanh nhất nhu cầu vốn đột xuất của người dân tại khu vực nông nghiệp nông thôn, vùng sâu vùng xa. Theo gói vay này, hạn mức mỗi món vay không quá 30 triệu đồng phục vụ các mục đích tiêu dùng hợp pháp, cấp thiết của khách hàng cá nhân, hộ gia đình như chi phí học tập, khám chữa bệnh, mua đồ dùng cho thiết bị gia đình, áp dụng lãi suất hợp lý với thời gian xét duyệt và giải ngân ngay trong ngày. Ngay sau khi ban hành chương trình tiến dụng tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình tuy mới triển khai nhưng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã cho vay được trên 5,2 tỷ đồng. Thủ tục về cơ bản thì vẫn phải đáp ứng là theo cái quy định của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước. Đấy nhưng tuy nhiên thì để giải quyết vấn đề này thì cái tính chất là cái tính cấp bách của bà con nông dân khi mà 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 có cái nhu cầu vay cái này thì chính vì vậy là chúng tôi đã, đã rút ngắn một số các cái bước có thể là là thẩm định này vân vân và cán bộ tín dụng là phải làm rất khẩn trương làm sao đấy là sáng bà con đến mà nếu cơ bản đủ điều kiện thì là là có thể giải ngân trong ngày ngay đến thời điểm này là chúng tôi đã giải ngân được khoảng 5 tỷ 2 với cái số lượng là là, là khách hàng vay là khoảng 280 khách hàng nhằm để mạnh hiệu quả chương trình này Agribank cũng tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay giả soát đối chiếu các khoản vay nghiêm cấm cán bộ cấu kết tiếp tay cho các đối tượng hoạt động tiến dụng đen cho vay nặng lãi agribank cũng phối hợp cơ quan công an chính quyền các cấp đấu tranh ngăn chặn ảnh hưởng của tiến dụng đen đối với tiến dụng ngân hàng trên địa bàn bà con muốn vay vốn thì chỉ cần tức là, là là ở xã ra xã là xin tức là ý là cái giấy đề nghị vay vốn này đấy, sau đó là thậm chí là sẽ lên thẳng ngân hàng luôn các cái điểm giao dịch của ngân hàng để đặt vấn đề vay thì khi đấy là chúng tôi sẽ có những cán bộ tín dụng để xem xét thẩm định một cách cụ thể sau đó là nếu đủ điều kiện thì sẽ giải ngân cho cho bà con hay là cho khách hàng vay vốn luôn. Thưa quý vị và các bạn nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng đang giao dịch sử dụng sản phẩm dịch vụ của Agribank ngân hàng đã có những khuyến cáo đối với khách hàng. Agribank khuyến nghị khách hàng trong quá trình giao dịch không ký khống, không ký sẵn chứng từ còn trống, không được cho thuê cho mượn chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, tài khoản thanh toán của mình, không cung cấp các thông tin bảo mật như mã pin thẻ, mật khẩu truy cập, mật khẩu giao dịch, mật khẩu email không được sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền tài trợ khủng bố lừa đảo gian lận hành vi vi phạm pháp luật khác không nhờ nhân viên ngân hàng gửi tiền chuyển tiền trả nợ hộ không chuyển tiền cho tài khoản lạ cần xác minh lại thông tin trước khi chuyển không cho cán bộ ngân hàng vay ké không cho cán bộ ngân hàng vay tiền phải kiểm tra nội dung thông tin trên chứng từ giao dịch trước khi ký phải kiểm tra chi tiết các nội dung trên sổ tiết kiệm phải bảo quản sổ tiết kiệm cẩn thận báo ngay với ngân hàng khi mất hỏng sổ tiết kiệm. Nên đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking và dịch vụ tra cứu thông tin, thông báo biến động số dư tiền gửi tiết kiệm, tài khoản thanh toán. Nên cung cấp cho ngân hàng đầy đủ thông tin, chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, địa chỉ số điện thoại, chữ ký khi có sự thay đổi. Nên ký và ghi rõ hộ tên khi giao dịch, duy trì một mẫu chữ ký cố định. Nên kiểm đếm lại tiền trước khi rời quầy giao dịch nên kiểm tra số dư định kỳ hoặc đột xuất. Nên liên lạc ngay với Agribank nơi giao dịch hoặc gọi điện đến hotline 1900 5588 Khi khách hàng phát hiện tài khoản, thẻ phát sinh những giao dịch ra lận hoặc có băn khoăn, vướng mắc cần trao đổi thông tin. Chuyên mục Tài chính thị trường của Đài phát thanh và truyền hình Hương Yên sẽ được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.